30 cái váy như thế này. Trong 1, 2, 3. Hôm qua hơn 11, 12 giờ. Còn bạn em lại ngủ ra ngoài ăn đêm, ngoài uống rượu. Chúng ta không tin mình đi. Không nào tin. Hôm nay con đứa nó liên quan nó cũng việc làm mình, nó cũng truyền sức. Ok, 1, 2, 3, lên thôi. Tự dưng ngửi thì mùi con cứ khai khai gì đi. Chết người thật. Mai này người em có bị lún đám khôn dần lên chứ em nó vỡ dần lên đấy. Nghĩ là mày nhiều tiền thì lại không được rồi. Nó thích cái món gì liên quan dòng gái đấy. Nó còn cả liên quan đến tiền nữa, kinh phí nữa, phải không? 12 giờ, 11 giờ bắt đầu nó bán cái đêm rồi, chỗ bo đây. Nhá, đẹp, mới, nhiều. Quay chưa? Ừ. Đặt tí là vào đây. Đặt tí là vào đây. Khoan nữa anh thử đếm rồi nha. Rồi. Rồi. Rồi, ok, thế là đủ rồi. Rồi.